đẹp à? Dạ. Lũ to á nhỉ? To. Xem đi. Hả? Cái kia mốc hay là đập lên nhỉ? Lấy thêm vào đó. Cây con kia bao tiền ấy? 600. Hả? 600. Cây bé bé tí dưới đất cây mà. Tí đấy 600. Ủa, thật á? Chết. Cây bé dưới đất là 600 á. Đùa. Thất thốn à hay đào gì á? Mình làm gì cây bé kia mà 600. Mà cây đấy bé cái đấy đâu phải chịu 600. Đào này thì đắt thế à? Sáu trăm nghìn cây này. Có lũ to đấy, cái gì nữa. Ôi, ơi, cây này, ủa, tiền ở cây này là chợ là kia toàn còn chụp ảnh quay phim. Cái này lở hết à? Nó cứ đẹp, thì cái này để trong văn phòng công ty là được rồi. Không biết nhỉ? Đúng không? Đây để trong chỗ văn phòng công ty ấy, để mọi người check in đẹp mà. Check in trước Tết làm gì nữa? Trước hai bố con đi. Cái này cây gì ấy nhở? Vạn tuế. Đúng không? Cái giá thị trường nó rơi khoảng tầm 250 triệu. Đấy, giá cho thuê. Mặt đất thì không bán. Nó độc đáo ở cái cây gỗ. Còn cây mai thì có thể cái mai nào mình cây nào mình ghép được. Hai bà con đi đi có một cây con rồng nhớ. Hôm nay ở chỗ nào nó bảo có mấy cái bình lục bình đấy. Đấy anh cho em xem này. Lục bình gì? À cây, đấy à, cây đấy. Cái đấy là cái đấy ở bãi bên Hương Yên nữa. Thốn gì đấy? Thất thốn không? Thất thốn. Đây là thất thốn hả? Để. Ừ. Bán ở trên này. Dưới cái cây to này. Mọc luôn từ thân cây à? Hoa này là hoa mọc từ thân cây. Cái này là thân cây hay là cành? Đây là thân. Đây là thân. Cành nó là cây. Đây là thân. Đây đẹp luôn. Vào đi, cho xe lên. Và đẹp đọc. Rồi. Cây rất đẹp luôn. Ừ, kệ nó. Anh giao rồi, cho anh chúng con to.
Luôn.
Kênh con bao nhiêu chị ơi? Đây, đây, cành bao nhiêu? Thứ cành này, hai này cành này bao nhiêu? Cành đấy 150, cành này 100. Trời. Đẹp, lục lá nó đẹp chưa? Ôi, cành này 100. Đấy. Giả 120 và vẫn đứng làm sao? Ôi, lấy 100, mai thắp hương lọc. Chị muốn bán được cho em nhưng... Để có bán không, lấy một cành. 120 mà lấy coi. Không, 100 thôi. Đi. Thôi đi. Thôi téo em quay lại. Mua nhành. Có bán không? 100 có bán không? À. Buộc không? Có gì buộc không? Có gì buộc. Buộc em nghe. Có cho em cái đoạn dây em buộc. Đi đâu? Hả? Trời ơi, giấy đặc quả luôn. Ở đây làm kiểu ảnh đấy. Kiểu ảnh á. Bưởi. Kiểu ảnh đẹp này. Là ai? À. À. Ui dồi, ghê chưa?
cậu à. Chơi hẳn mấy cậu xúc. Ăn cơm trước. 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 Ăn cơm tr